Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa anh chị em, hãy cùng với chúng tôi tiếp tục dâng lên Chúa những lời cảm tạ. Anh chị em nếm trải Chúa phước hạnh là dường nào, hãy bày tỏ ra bằng cách chúng ta đánh ở dưới những cái dòng bình luận để chúng ta nói lên điều Chúa nghe làm. Đây là phước hạnh mà Chúa cho chúng ta có được. Khi chúng ta đến với Chúa trong những lời cảm tạ và chúng ta đến với Chúa trong những lời ngợi khen, Chúa hứa với chúng ta rằng chúng ta có thể vào được ở bên trong, ở phía sau bức màn, ở tại nơi chí thánh để chúng ta có thể trải nghiệm Chúa và ở trong sự hiện diện của Ngài. Và tại đó chúng ta có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa bao phủ trên đời sống của chúng ta. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ tiếp tục làm sáng danh Chúa qua những lời làm chứng của mình. Bởi đó mà chúng ta mở cửa để chúng ta có thể lại tiếp tục nhận những phước hạnh từ nơi Chúa. Vì Chúa Ngài hết lòng ban phước ở trên đời sống của chúng ta. Ý định của Ngài là như vậy. Và chúng ta, phần của chúng ta, để có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi trọn vẹn, chúng ta hãy trở lại cảm ơn Chúa như một trong 10 người phung đã trở lại bày tỏ lòng biết ơn Chúa, và Chúa Ngài đã ban phước trên ông kinh nghiệm được sự cứu rỗi một cách trọn vẹn ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Tối hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài Lên Chốn Cao Hơn. Đây là một chủ đề mà tôi tin rằng nó nói lên tấm lòng của mỗi một chúng ta. Như trong những ngày qua, từ buổi cầu nguyện của chúng ta ở trong tối thứ ba, giờ học kinh thánh của chúng ta ở tối thứ tư này, cũng như trong lúc chúng ta thờ phượng Chúa với hội thánh chung ở trong ơn của Chúa, chúng ta đang được Thánh Linh của Chúa khích lệ chúng ta tiến lên. Chúng ta được Chúa Ngài dựng nên cho nhiều điều hơn. Chúa Ngài ban phước trên chúng ta và muốn chúng ta lên cao hơn trong bước đường theo Chúa. Vì Chúa Ngài hứa Ngài sẽ tiếp tục cất nhắc chúng ta. Khi chúng ta đến gần Ngài, khi chúng ta bước đi ở trong ơn của Chúa, thì mỗi một ngày trong đời sống của chúng ta là một sự tấn tới ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh mà tối hôm nay chúng tôi mời anh chị em suy nghĩ, học lời của Chúa, được trang bị để chúng ta có thể đi vào trong một cái vị trí chúng ta có thể sống ở trong vùng đất của dấu kỳ phép lạ. Đây là điều mà Chúa Ngài toan định làm cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Trong sự khao khát, hội thánh của Chúa chúng ta đang trong 21 ngày kiên ăn cầu nguyện. Đây cũng là một tấm lòng bày tỏ với Chúa rằng chúng ta muốn tấn tới, chúng ta muốn lên cao hơn ở trong mức độ chúng ta kinh nghiệm Chúa và chúng ta có thể hưởng tất cả những gì Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Không thiếu, không thấp hơn, nhưng Chúa Ngài cho chúng ta có thể kinh nghiệm một cách đầy trọn ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa vì Chúa có nhiều hơn những điều mà chúng ta từng biết, từng thấy, từng có. Và Chúa Ngài muốn ban cho chúng ta càng hơn. Khi chúng ta học lời của Chúa và trong cuộc sống hàng ngày, thì sớm muộn như chúng ta sẽ khám phá nó có một cái sự khác biệt lớn, có một khoảng cách giữa những gì lời kinh thánh của Chúa đã nói và những điều chúng ta kinh nghiệm trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Cho nên trong chủ đề này, trong loạt bài này, chúng tôi muốn huấn luyện, chúng tôi muốn khích lệ anh chị em để chúng ta sẽ thu nhỏ cái khoảng cách này giữa những gì chúng ta tìm thấy trong lời của Chúa và những điều chúng ta kinh nghiệm trong cuộc sống. Vì chúng ta không thỏa lòng với tình trạng là chúng ta đi đến nhà thờ hay là chúng ta trong giờ thờ phượng tĩnh nguyện riêng tư của mình, chúng ta đọc ở trong lời của Chúa, chúng ta nghe lời của Chúa bày tỏ ra cho chúng ta những phước hạnh, những điều Chúa Ngài muốn chúng ta thực hiện. Nhưng mà điều chúng ta tin và những gì chúng ta thấy ở trong cuộc sống của chúng ta thì nó có một khoảng cách rất lớn. Nếu không nói là rất là nhiều người chỉ nghe biết về lời của Chúa nhưng chưa kinh nghiệm được ở trong đời sống của mình. Như vậy chúng ta phải có một sự thay đổi. Và tối hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta để ý đến trong một góc cạnh. Chúa Ngài hứa với chúng ta điều hết sức là lớn lao. Ở trong Phúc Âm Giăng chương 14 từ câu 12 đến 14 chép: quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Cảm ơn Chúa. Một lời hứa rất là lớn lao. Một vị trí mà chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Ngài báo với các môn đồ của Chúa ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay. Khi chúng ta hội đủ tiêu chuẩn
thì Chúa Ngài hứa với chúng ta sẽ thấy những việc vô cùng lớn lao. Đó là quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm. Chúa Giêsu làm rất là nhiều điều lớn lao. Chúng ta được Chúa Ngài hứa rằng chúng ta cũng sẽ làm như Chúa. Anh xem yêu dấu của tôi, đây là điều Chúa Ngài hứa và Ngài muốn thực hiện cho chúng ta. Ngài cũng chuẩn bị cho chúng ta những gì rất là cần thiết để chúng ta có thể sống một đời sống như vậy. Rồi phần thứ hai của lời hứa này của Chúa lại càng lớn lao hơn nữa, đó là lại cũng làm việc lớn hơn nữa. Chúng ta chẳng những có thể làm những công việc Chúa Giêsu đã từng làm, lại cũng làm những việc lớn hơn nữa. Không phải do sức của chúng ta, cũng không phải do khả năng của chúng ta, mà Chúa Ngài hé mở cho chúng ta tại đây, vì ta đi về cùng Cha. Khi Chúa Giêsu trở về cùng với Chúa Cha, thì lời của Chúa, nếu chúng ta đọc tiếp trong lời của Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng ít nhất là hai việc đang diễn ra. Đó là Chúa Ngài nhận Đức Thánh Linh từ nơi Cha, tức là lời Cha hứa, sự ban cho của Đức Thánh Linh đó. Ngài nhận Đức Thánh Linh và đổ ra trên hội thánh của Chúa. Và khi Đức Thánh Linh đến thì Ngài mặc lấy quyền phép cho chúng ta. Và đó là lý do tại sao chúng ta có thể làm được những công việc Chúa Giêsu làm, lại còn làm lớn hơn. Đó là sự trang bị của Chúa, đó là ý định của Chúa. Đừng ai trong chúng ta lo sợ và nói rằng ôi làm sao tôi có thể làm được công việc của Chúa. Chúa Ngài không bao giờ vô lý để nói với chúng ta, hứa với chúng ta và truyền lệnh cho chúng ta rồi Ngài để chúng ta ở trong chỗ chúng ta không có khả năng để thực hiện điều đó. Nhưng Chúa Ngài rất mong muốn thấy chúng ta là những người tin. Cho nên Chúa Ngài xác nhận, quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta. Cảm ơn Chúa, ngoài việc Chúa nhận và Thánh Linh, đổ Thánh Linh ra trên hội thánh của Chúa như chúng ta đã thấy trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên, hội thánh của Chúa đã được khai sinh. Và điều thứ hai mà chúng ta thấy, Chúa Giêsu trở về cùng với Chúa Cha, và để Ngài đang ngồi bên hữu Chúa Cha và đang cầu thay cho hội thánh, cầu thay cho chúng ta. Ngài sẵn sàng để tiếp trợ cho chúng ta tất cả những gì cần thiết. Và khi chúng ta đi ra, chúng ta làm những công việc mà Chúa Giêsu đã từng làm, thì Chúa Giêsu Ngài yểm trợ chúng ta. Khi chúng ta nhân danh Đức Chúa Giêsu chúng ta đuổi quỷ, nhân danh Đức Chúa Giêsu chúng ta chữa bệnh cho những người đau ốm, thì câu 13 cho chúng ta thấy rằng các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi, mặc dầu ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Có một sự yểm trợ, có một sự hậu thuẫn, có một sự tuôn đổ của quyền năng của Chúa ở trên những kẻ tin. Vì Chúa Ngài rất muốn chúng ta tấn tới, bước lên cao hơn trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta khám phá lẽ thật này, chúng ta sẽ không còn có thể chấp nhận một lối sống thấp hơn những gì Chúa Ngài đã định. Cảm ơn Chúa. Và câu số 14, nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Cảm ơn Chúa. Điều duy nhất chúng ta không thể làm được theo như lời của Đức Chúa Giêsu nói tại đây, thì chúng ta thấy rằng đó là việc chúng ta chết trên thập tự giá cho người khác. Chúa Giêsu đã hoàn tất công việc đó rồi. Còn tất cả những công tác của mục vụ để chúng ta có thể phục vụ, chúng ta có thể truyền giáo, thì Chúa Ngài hứa với chúng ta rằng chúng ta sẽ làm được những việc Chúa làm, và chúng ta sẽ làm lớn hơn. Cảm ơn Chúa. Sứ mạng vĩ đại của Chúa theo như lăng kính của sứ đồ Phi-rơ đã bày tỏ ra, và thư ký của ông là Mark Giang Mark đã ghi lại trong phúc âm Giang, xin lỗi, phúc âm Mark, thì chúng ta sẽ thấy có một điều mà Chúa Ngài xác nhận của chúng ta thật là tuyệt vời trong Mark chương 16, từ câu 16 cho đến câu số 20. Ai tin ta và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Đức Chúa Giêsu phán như vậy rồi thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần của các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Cảm ơn Chúa, chúng ta thấy ở đây có các phép lạ cặp theo những người tin. Và Chúa Ngài lấy những dấu kỳ phép lạ để yểm trợ những người tin đi ra truyền giáo đạo của Chúa, giảng tin lành của Chúa. Và Ngài xác nhận bằng quyền năng của Chúa để làm cho vững đạo. Chúa cùng làm với môn đồ, yểm trợ hậu thuẫn họ. Và Chúa Ngài cũng làm như vậy với chúng ta trong ngày hôm nay.
Anh chị em đừng ngồi một chỗ chấp nhận trong cái thái độ đó là tôi chỉ là một người tin Chúa. Không, anh chị em, chúng ta là những người đã được tái sanh, chúng ta là những người đã được Chúa gọi, chúng ta là những người có lòng tin nơi Chúa, thì trong việc Chúa ngài sai phái chúng ta đi ra để làm nhân chứng cho Chúa, Chúa hứa với chúng ta là dấu kỳ phép lạ sẽ cặp theo với chúng ta, sẽ đi theo chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng Chúa Trời vẫn còn làm phép lạ. Phép lạ không hề qua đi. Mặc dù ngày hôm nay có những cái lập luận cũng như tính lý mà chúng ta thấy rằng giáo hội đã và đang dạy, đó là thời kỳ của phép lạ đã qua đi với các sứ đồ. Ân tứ cũng chấm dứt ở trong thời của các sứ đồ. Nhưng mà tôi tin khác hơn. Ngày nào sứ mạng vĩ đại chưa hoàn tất, ngày đó chúng ta vẫn tin rằng Chúa ngài sẽ yểm trợ và hậu thuẫn chúng ta. Công tác ân tứ của Đức Thánh Linh và dấu kỳ phép lạ là điều mà chúng ta tin rằng Chúa vẫn tiếp tục làm cho đến khi Đức Chúa Jesus Christ tái lâm để tiếp rước hội thánh của Chúa. Đó là sự trọn lành mà chúng ta nghe được nhắc đến ở trong Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cần phép lạ. Khi chúng ta ra đi truyền giáo, chúng ta cần phép lạ cặp theo. Khi chúng ta phục vụ những người đau ốm có nhu cầu, chúng ta cần phép lạ xảy ra. Và kết quả là người ta có thể đến với Chúa. Chủ nhật vừa qua, hội thánh của chúng ta đã kinh nghiệm được lẽ thật này. Có 5 người đến nhóm lại và nghe lời của Chúa, tin lành của Chúa lần đầu tiên trong đời. Cảm ơn Chúa. Khi giờ phục vụ, chúng tôi đã giúp đỡ cho họ. Họ có nhu cầu trong đời sống. Một chị có nhu cầu là vai bên phải của chị rất là đau đớn. Chị không thể di chuyển một cách bình thường được. Và cảm ơn Chúa khi chúng tôi nhân danh Chúa và chúng tôi công bố sự chữa lành của Chúa ở trên vai của chị, trên thân thể của chị. Chị lập tức được chữa lành và cũng mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống của mình. Rồi khi chúng tôi bước sang để phục vụ một gia đình mới từ Việt Nam định cư, thì ở tại Houston này, do một người em đưa đến để nhóm lại với hội thánh. Và cảm ơn Chúa, người chồng có nhu cầu. Chân trái của anh bị đau nhức, các khớp từ đầu gối xuống cho đến cổ chân và các khớp thì đau đớn lắm. Và cảm ơn Chúa, trong ơn của Chúa khi chúng tôi phục vụ, phép lại của Chúa đã bày tỏ ra. Chân của anh được Chúa ngài hoàn chỉnh, và trong trước sự chứng kiến kinh ngạc của vợ và hai con cũng như các anh chị em đứng chung với chúng tôi ở trong cái khung cảnh đó để phục vụ gia đình này, Chúa ngài làm phép lạ, họ được lành ngay tức khắc. Và cảm ơn Chúa, cả 4 người đã mở lòng ra tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống của mình. Anh chị em, trong công việc truyền giáo, những người họ muốn đặt đức tin nơi Chúa nhưng chưa có gì để tin, họ cần chứng kiến, cần thấy dấu kỳ phép lạ của Chúa. Và đây là điều mà chúng ta thấy rằng xứng hiệp với Kinh Thánh đã bày tỏ ra qua lời Chúa Giêsu dạy, và các sứ đồ cũng như hội thánh đầu tiên đã hiểu đúng như vậy. Họ cần quyền năng của Chúa cặp theo trong công cuộc truyền giảng tin lành của Chúa. Và chúng ta thấy rằng phước hạnh đã xảy ra. Phép lạ là một sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Ngài nhúng tay vào, ngài làm việc, ngài chữa lành, ngài hoàn chỉnh những cái bộ phận ở trong thân thể đã bị sai trật, cần được sự chữa lành ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Tất cả chúng ta cần phép lạ trong đời sống của chúng ta, cũng như cần phép lạ xảy ra khi chúng ta đi ra làm chứng. Và Chúa hứa với chúng ta rằng bởi sự ban cho của Đức Thánh Linh, khi ngài đến thì ngài mặc lấy quyền phép ở trên chúng ta để chúng ta có thể làm nhân chứng đầy quyền năng cho Chúa, kết quả cho ngài. Năn đề mà chúng ta thấy ở trong đời sống hàng ngày của nhiều cơ đốc nhân, đó là không biết cách nào để có thể nhận được phép lạ từ nơi Chúa cho đời sống của cá nhân mình, cũng như có thể tạo một môi trường ở trong sự phục vụ đầy phép lạ để đem lại sự thuyết phục cũng như xác nhận làm chứng rằng Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa sống của chúng ta. Như các sứ đồ đã lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của chúng ta là cứu Chúa sống. Ngài đã chịu chết đền nợ tội thay cho chúng ta. Người ta đem chôn ngài trong mồ mả nhưng ngài không chết luôn. Ngày thứ ba ngài đã sống lại. Hiện nay ngài là cứu Chúa sống của chúng ta, đang ngồi bên hữu của Chúa Cha,
để yểm trợ, để ban cho chúng ta những điều chúng ta cần để chúng ta có thể làm nhân chứng hiệu quả cho Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa. Tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị em một cái sự hiểu biết này cũng rất là quan trọng. Đó là chúng ta đừng chờ cho đến khi nào bão tố đến, lúc bây giờ chúng ta mới học làm thế nào để tin và nhận một phép lạ. Phải chuẩn bị ngay bây giờ. Như Chủ nhật tôi đã nhắc nhở anh chị em, chúng ta cần phải đổi mới tâm trí của chúng ta, hầu cho khi chúng ta đối diện với một nan đề thì tâm trí của chúng ta đã có một cái nền tảng vững chắc để chúng ta sẽ chọn là chúng ta tin nơi quyền năng của Chúa. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời Ngài có thể can thiệp, và một khi Ngài can thiệp thì không một việc gì là Chúa không thể làm được. Và như vậy sẽ tạo cho chúng ta một môi trường đầy kết quả ở trong ơn của Chúa là như vậy. Cũng cảm ơn Chúa. Một điều khác ở đây chúng ta biết phân biệt. Ở đây là điều mà tôi khích lệ anh chị em để chúng ta cứ tiếp tục tấn tới và lên chốn cao hơn ở trong ơn của Chúa. Đó là có sự khác biệt giữa phước hạnh và phép lạ. Cho tôi giải thích tại đây. Ở trong đời sống Cơ Đốc nhân, phước hạnh của Chúa vẫn là phép lạ từ nơi Đức Chúa Trời bày tỏ ra trên đời sống của chúng ta. Nhưng nó được trải qua các ống dẫn một cách liên tục. Ở đây là sự khác biệt. Phước hạnh là chúng ta sống liên tục ở trong mức độ phước hạnh mà Chúa Ngài đã định. Cho nên phước hạnh cao hơn phép lạ là như vậy. Cho tôi chứng minh cho anh chị em. Nếu chúng ta phải sống từ phép lạ này đến phép lạ khác, có nghĩa là chúng ta sống từ khủng hoảng này đi sang khủng hoảng khác. Nhưng mà có một sự sống Chúa hứa với chúng ta cao hơn, đầy trọn hơn ở trong ơn của Chúa. Thật là tốt hơn để chúng ta được phước hạnh về sức khỏe dồi dào hơn là chúng ta phải luôn luôn cần phép lạ của sự chữa lành. Và đây là điều mà Chúa muốn nhắc chúng ta lên cao hơn. Đúng, vâng, Chúa sẵn sàng và ý của Ngài là muốn chúng ta được lành ở trong Chúa. Nhưng hơn thế nữa, Chúa muốn ban phước để thân thể của chúng ta được khỏe mạnh, sức khỏe của chúng ta dồi dào, để chúng ta tiếp tục sống ở trong một đời sống của một người được phước hạnh của Chúa đeo đuổi theo chúng ta. Như David đã nói trong Thi Thiên 23, phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo tôi. Cảm ơn Chúa. Đó là điều mà Chúa Ngài cũng muốn làm cho đời sống của chúng ta. Ý muốn của Đức Chúa Trời đó là chúng ta bước đi ở trong phước hạnh của Ngài. Và chúng ta hết thảy đều cần phép lạ để đức tin của chúng ta được khích lệ, được phục hưng, để đức tin của chúng ta được kiên lập nơi Chúa. Cho nên mỗi lần mà chúng tôi chứng kiến một người được chữa lành, thì như tôi thường nói với anh chị em, người đó rất vui. Khi tôi hỏi họ kiểm chứng xem những cái đau nhức còn đó không, hay là những gì mà họ trước khi được cầu nguyện không thể làm được, những động tác, những cái điều mà họ bị đau nhức, khó chịu, khó khăn để có thể làm, nhưng sau khi được cầu nguyện, được phục vụ thì việc gì xảy ra? Và rất là nhiều trường hợp chúng tôi có thể thấy trên gương mặt của họ, khi họ cố gắng để tìm xem cái độ đau nhức thì họ thấy đa phần là nó đã biến mất, đem lại một cái sự khích lệ rất là lớn, mà chúng ta có thể thấy bầu không khí thuộc linh ở trong giây phút đó đầy tràn đức tin, bởi vì Chúa Ngài nghe lời cầu nguyện và đáp lời một cách nhanh chóng như vậy ở trong ơn của Chúa. Ngợi khen Chúa. Bây giờ làm sao để chúng ta có thể nhận được phép lạ từ nơi Chúa? Đây là câu hỏi mà chúng ta cần phải có câu trả lời. Nhiều con cái của Chúa chỉ ao ước và hy vọng phép lạ sẽ xảy ra. Lúc chúng ta mới tin Chúa, chúng ta chưa hiểu biết thì điều này có thể chấp nhận được. Nhưng càng trưởng thành ở trong Chúa, càng bước đi với Chúa, càng biết Chúa rõ hơn mỗi ngày, thì chúng ta cần phải có cái sự tấn tới. Làm thế nào để chúng ta có thể kinh nghiệm được phép lạ xảy ra trong đời sống của chúng ta? Như tuần rồi chúng ta đã học, khi chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Đức Thánh Linh tuôn đổ trong đời sống của chúng ta, Chúa cho chúng ta bước lên một mức độ cao hơn. Chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ kinh nghiệm những điều lạ lùng mà Chúa Ngài có thể làm xuyên qua đời sống của chúng ta, trên đời sống của chúng ta. Kinh Thánh dạy chúng ta như vậy. Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài là đấng mà chúng ta có thể biết một cách chắc chắn. Cảm ơn Chúa. Bởi vì chúng ta chẳng những nghe về Chúa được bày tỏ ra trong từng trang Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta cũng thấy phép lạ Chúa làm mà chúng ta có thể mắt thấy tai nghe được. Ngợi khen Chúa. Bạn trẻ, một khi chúng ta đã đến được ở trong những mức độ mà chúng ta bắt đầu thấy nghe phép lạ của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy rằng đức tin của chúng ta nơi Chúa mỗi một ngày
một vững vàng càng hơn ở trong ơn của Chúa. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể biết Chúa, chúng ta có thể kinh nghiệm Ngài, bởi vì Chúa Ngài có những nguyên tắc để Ngài làm việc. Và Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời rất trật tự, không dời đổi, để chúng ta không phải ráng cố gắng đi tìm Chúa trong cái sự may mắn, nhưng mà dựa trên lời của Chúa, chúng ta làm phần của mình, Chúa Ngài sẽ làm phần của Ngài. Phần của các môn đồ đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, phần của Chúa Ngài cùng làm việc với các môn đồ, lấy dấu kỳ phép lạ cặp theo mà làm vận đạo. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Cho nên chúng ta không phải ráng cố gắng đi tìm xem có một cái gì đó ở trong Chúa mà may mắn chúng ta có thể tìm được. Không, anh chị em, có những nguyên tắc ở trong lời của Chúa đã bày tỏ ra cho chúng ta, và chúng ta có thể theo đó mà chúng ta kinh nghiệm được trong ơn của Chúa. Và tuần trước chúng ta đã được nhắc nhở hãy đứng ở trên đường cái, quan sát những việc Chúa làm trên những cuộc đời thổ xưa, để chúng ta có thể biết, chọn và tin cho chính mình, để chúng ta cũng có thể kinh nghiệm như những người thánh của Chúa đã kinh nghiệm ở trong quá khứ. Ngợi khen Chúa. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thành tín muôn đời. Ngài đã hứa, Ngài làm. Những gì Chúa Ngài đã cho ghi chép lại ở trong Kinh Thánh, để khi chúng ta đọc, chúng ta được dạy dỗ, chúng ta gây dựng đức tin ở trong ơn của Chúa, Chúa Ngài sẽ làm theo đúng như những lời Ngài đã hứa. Cảm ơn Chúa. Công việc của chúng ta là bởi đức tin, chúng ta nắm chắc phước hạnh mà Chúa Ngài đã định. Roma chương 3 câu số 27. Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải. Nhưng bởi luật pháp của đức tin. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, chúng ta sẽ thấy đời sống của chúng ta chắc chắn và vững vàng, và chúng ta cũng có thể bước vào các phép lạ mà Chúa Ngài đã định. Vương quốc của Đức Chúa Trời cũng hoạt động theo những quy luật Chúa Ngài đã định, và rất là thống nhất. Đó là lý do tại sao khi chúng ta làm đúng theo những điều Chúa dạy, và khi phép lạ xảy ra, thì chúng ta không ngạc nhiên về những điều này, nhưng mà chúng ta phải nói rằng đúng theo như lời của Chúa, như có chép rằng, để chúng ta thấy Chúa Ngài làm việc một cách rất là thống nhất. Cảm ơn Chúa. Tôi lấy ví dụ để anh chị em có thể thấy được ở ta đây. Nếu có người mất mạng vì không tôn trọng cái luật hấp dẫn của trái đất, thì chúng ta có thể đặt cái câu hỏi, đó là tại sao Chúa làm việc như vậy? Nhưng mà không phải là Chúa, nhưng là quy luật Chúa Ngài đã lập, mà đem lại cái việc một người khi không tôn trọng quy luật này thì có thể bị mất mạng. Luật hấp dẫn trái đất nói, nếu bạn nhảy lầu, bạn sẽ mất mạng. Tại vì chiều cao của nó, khi bạn nhảy ra khỏi lầu, thì sức hút của trái đất, luật hấp dẫn của trái đất sẽ kéo thân thể của bạn xuống. Và trên một mức độ, một chiều cao nào đó thì xương không thể nào chịu được nổi. Chúng ta có thể mất mạng được nếu chúng ta phá cái quy luật này, hay là chúng ta vi phạm cái quy luật này. Nếu chúng ta vi phạm những quy luật đó, chúng ta có thể mất mạng. Mặc dù các quy luật này đã được lập với ý định tốt lành của Chúa, nhưng vì chúng ta không tôn trọng nó, thì Chúa Ngài là đấng đã lập những quy luật này, chính những quy luật này sẽ trừng phạt chúng ta nếu chúng ta không tôn trọng những cái quy luật mà Chúa Ngài đã định. Hiểu điều này sẽ giúp cho chúng ta thấy rằng chúng ta đi theo những quy luật của Chúa, làm đúng theo như lời của Chúa dạy, thì chúng ta sẽ thấy kết quả đúng như Chúa Ngài đã định là như vậy. Các quy luật thuộc linh mà Chúa Ngài đã định, chúng ta thấy rằng cũng sẽ xảy ra khi chúng ta tôn trọng những quy luật này. Làm sao để chúng ta có thể nhận được phép lạ từ Chúa? Đây là điều mà một người đi theo Chúa với hết cả tấm lòng thành của mình, chúng ta có thể đã từng đặt ra câu hỏi này. Làm sao để chúng ta có thể nhận được phép lạ từ nơi Chúa? Thứ nhất, chúng ta cần phải nhận biết phép lạ không phải là điều lúc được lúc không, mà nó sẵn sàng xảy ra khi có sự can thiệp của Chúa. Khi chúng ta đối diện với một nan đề, thì lập tức chúng ta có thể là đối tượng của phép lạ. Khi chúng ta chạy đến với Chúa và chúng ta xin sự can thiệp của Chúa, Chúa đến, Chúa can thiệp, thì phép lạ sẽ xảy ra.
Và con cái của Chúa, chúng ta cần nắm bắt nguyên tắc này. Chúng ta có thể nối liền vào sự sống đầy phép lạ. Khi chúng ta học các quy luật của Chúa và hiểu các quy luật này hoạt động như thế nào, thì chắc chắn phép lạ sẽ xảy ra. Tôi không ý nói rằng chúng ta bấm nút một cái thì Chúa ngày xuất hiện. Cũng không giống như là vị thần ở trong cái đèn của Aladdin đó. Chúng ta xoa xoa cái đèn một cái thì vị thần có thể xuất hiện. Không. Quy tắc của chúng ta, Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài hành động dựa trên lời của Ngài đã phán. Ngài hành động dựa trên những điều Ngài đã hứa. Và khi chúng ta đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời là đấng tốt lành và quyền năng sẵn sàng làm những công việc đó, khi chúng ta đặt lòng tin nơi lời hằng sống của Đức Chúa Trời là chân lý mà một chấm một phết cũng không qua đi, thì chúng ta thấy rằng chúng ta đang bước vào những điều kiện cần thiết để chúng ta có thể kinh nghiệm phép lạ của Chúa xảy ra trong đời sống của chúng ta. Dĩ nhiên là chúng ta phải có một mối liên hệ mật thiết ở trong sự vâng theo và tôn trọng các quy luật thuộc linh mà Chúa Ngài đã định, để Chúa có thể đáp ứng những nhu cầu của chúng ta và chúng ta có thể quan sát thấy cách Chúa Ngài hành động đúng theo như điều Chúa Ngài đã hứa. Anh chị em, Chúa rất muốn cứu giúp chúng ta. Ở trong giao ước của Chúa với tuyển dân của Ngài và trong giao ước, trong tân ước mà Chúa Giê-xu Ngài đã ký với hội thánh của Chúa, cho chúng ta thấy rằng Chúa rất muốn giúp đỡ chúng ta. Chúa muốn giúp cho chúng ta về lĩnh vực sức khỏe. Ngài đã bằng lòng hứng chịu những lằn đòn một cách đau đớn, theo đúng như lời của Chúa đã tiên báo ở trong Ê-sai 53. Và Chúa Giê-xu Ngài đã trên đường lên thập tự giá nhận những lằn đòn đó, đúng như lời của Chúa đã tiên báo, để qua những lằn đòn đó chúng ta có thể được lành ở trong Chúa. Chúa Ngài yêu chúng ta vô cùng và Ngài muốn giúp đỡ cho chúng ta ở trong lĩnh vực về sức khỏe. Cảm ơn Chúa. Và hơn nữa, Chúa muốn ban cho chúng ta sức khỏe của chính Ngài, sức khỏe thiên thượng, để chúng ta có thể sống một đời sống khỏe mạnh ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Đó là điều mà Chúa Ngài muốn dắt chúng ta đi vào ở trong ơn của Chúa. Ý của Chúa cũng muốn cho chúng ta kinh nghiệm được sự chăm sóc của Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời tốt lành. Chúa muốn chúng ta được thịnh vượng. Cảm ơn Chúa. Xin đến với lời của Chúa trong Thi Thiên 35 câu số 27. Anh chị em, để lời của Chúa phá tung tất cả những gì mà anh chị em có thể bị giải sai. Rằng theo Chúa chúng ta phải nghèo, theo Chúa chúng ta phải ở trong một cái chỗ mà chúng ta thấy rằng phải nghèo thiếu. Không, lời của Chúa bảo chúng ta trong Thi Thiên 35 câu số 27: còn ai binh duyên cớ công bình tôi, nguyện họ đều reo mừng, nguyện họ thường nói không ngớt, đáng tôn trọng Đức Giê-hô-va Thái. Và cụm từ cuối cùng anh chị em ơi, thật là tuyệt vời, là đấng vui cho tôi tớ của Ngài được may mắn. Cảm ơn Chúa. Chúa không phải là một Đức Chúa Trời vô lý muốn con gái của Ngài phải nghèo. Không, Ngài là đấng vui cho tôi tớ của Ngài được may mắn. Ý của Chúa là chúng ta được thịnh vượng, được khỏe mạnh phần hồn cũng như phần xác. Trong Thơ Văn thứ 3 câu số 2 cho chúng ta thấy đây là điều mà lời của Chúa đã chép lại cho chúng ta: hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh em được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác, cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn của anh vậy. Cảm ơn Chúa. Chúa muốn chúng ta được thịnh vượng cả phần hồn lẫn phần xác. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Đó là ý của Chúa. Ý của Chúa cho chúng ta, ý của Chúa cho tuyển dân của Ngài, ý của Chúa cho mỗi đời sống của chúng ta là con cháu của Abraham trong đức tin. Chúa Giê-xu đã chịu rủa sả thay thế cho chúng ta, để chúng ta không còn ở dưới sự rủa sả nữa, mà chúng ta có thể tiến vào và cùng hưởng, cùng nhận phước lành đã từng công bố ở trên Abraham. Phục Truyền chương 28 câu số 13 và 14 ghi lại cho chúng ta: nếu ngươi nghe theo các điều răn của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho các ngươi ngày nay, mà xây qua bên hữu hoặc bên tả đặng đi theo hầu việc các thần khác, thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu chứ không phải ở đằng đuôi. Ngài sẽ ở, Ngài ngươi sẽ được ở trên cao luôn luôn, chứ chẳng hề ở dưới thấp. Cảm ơn Chúa. Không biết anh chị em hiểu hai câu kinh thánh này như thế nào, nhưng mà tôi sẽ hiểu một cách rõ ràng như lời của Chúa nói tại đây. Nếu chúng ta
giữ theo các điều răn của Chúa mà Chúa đã rao truyền, mà Môi-se đã rao truyền cho dân sự của Chúa. Chúng ta nghe theo và gìn giữ làm theo. Và nếu chúng ta không lìa bỏ một lời nào mà đã được truyền cho ở trong ngày hôm đó, mà xây qua bên hữu hoặc bên tả đang đi theo hầu việc các thần khác, nếu chúng ta làm phần của mình, nghe theo các điều răn của Chúa, cẩn thận làm theo, không bỏ một điều nào, thì Chúa, Ngài sẽ làm phần của Ngài. Cảm ơn Chúa. Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu. Chúa Ngài đặt chúng ta ưu tiên đứng đằng đầu hàng, ở phía trước, chứ chẳng phải đằng đuôi. Chúng ta không phải là người đổ sổ, không phải là người phía sau. Ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chứ chẳng hề ở dưới thấp. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có nghe không? Ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn. Anh chị em của tôi ơi, hãy lên chốn cao hơn ở trong ơn của Chúa là như vậy. Chúa muốn ban phước trên chúng ta, Chúa muốn đặt chúng ta ở trong cái vị trí của người được Chúa ban phước. Chúa muốn cất nhắc chúng ta, Chúa muốn ban ơn trên chúng ta. Làm phần của mình, giữ theo lời của Chúa dạy. Giữ tấm lòng của chúng ta mật thiết liên lạc với Chúa. Đừng xoay bỏ Chúa mà đi theo thờ lại các thần khác, luôn cả thần tài, luôn cả ma môn. Để Chúa Ngài ban phước cho chúng ta về phần tài chánh, đừng đi tìm bất cứ một thần nào để được cái sự giàu có về tài chánh, về sự thịnh vượng theo như người không có Chúa rượt đuổi. Chúa Ngài chắc chắn sẽ ban cho chúng ta, Ngài sẽ làm cho chúng ta kinh nghiệm được sự phong phú dư dật ở trong ơn của Chúa, sự thịnh vượng cả phần linh hồn của chúng ta cũng như phần thể xác của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta có thể thắc mắc tại sao Chúa không làm như vậy trong đời sống của chúng ta. Câu trả lời là Ngài rất muốn. Ngài rất muốn làm việc như vậy trong đời sống của chúng ta. Phần của chúng ta hãy làm theo đúng như lời của Chúa dạy, để Chúa có trọn quyền pháp lý và Ngài có thể ban phước xuống trên đời sống của chúng ta. Ý định của Ngài là như vậy. Cho anh chị em ơi, xin Chúa cho lời của Ngài giải tỏa, đẩy lùi khỏi tâm trí của chúng ta, tấm lòng của chúng ta. Đức Chúa Trời rất muốn giúp đỡ và ban phước trên đời sống của chúng ta. Hãy nhận biết điều đó để chúng ta có thể bước lên cao hơn. Bởi vì Cha của chúng ta muốn cất nhắc chúng ta lên ở trong ơn của Ngài là như vậy. Tất cả những việc Đức Chúa Giê-xu Ngài đã làm, đã hứng chịu, đã mang gánh thay thế cho chúng ta nhằm mục đích đem sức khỏe chúng ta được lên cao, nhằm cho đời sống của chúng ta được phước hạnh ở trong ơn của Chúa, và cho đời sống của chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, đời sống của chúng ta có thể kinh nghiệm được sự dư dật ở trong Chúa để chúng ta có thể ban cho, để chúng ta có thể phân phối ra các thứ ơn của Chúa. Ngài muốn ban cho chúng ta sự hiểu biết, sự khôn ngoan muôn mặt của Ngài, mà Ngài muốn cậy hội thánh của Chúa để giáng ra. Chúa muốn đóng đầy để chúng ta có thể ban cho, để chúng ta từ nơi chúng ta có thể tuôn chảy ra cái phước hạnh của Chúa cho những người khác. Cảm ơn Chúa. Một điều khác nữa chúng ta cần phải cẩn thận ở trong đời sống của chúng ta mà tôi xin nhắc nhở cho anh chị em, đó là Chúa Ngài rất muốn ban cho chúng ta phép lạ mà chúng ta cần, cho hôn nhân, cho việc làm, cho sức khỏe, cho tài chánh của chúng ta. Chúa rất muốn ban cho chúng ta những điều đó. Và lời của Chúa hứa với chúng ta rất nhiều điều liên quan đến những lĩnh vực rất là gần với tấm lòng của chúng ta. Chúa muốn ban cho đời sống của chúng ta, hôn nhân của chúng ta, gia đình của chúng ta được phước của Chúa. Ngài công bố phước của Ngài, phước cho những người nào kính sợ Đức Giê-hô-va và rất ưa thích điều răn của Ngài. Rồi hình ảnh kế tiếp chúng ta thấy một bầu không khí gia đình vui nhộn, phước hạnh ở trong ơn của Chúa tại bàn ăn cũng như trong mọi sinh hoạt. Chúa muốn ban phước trên hôn nhân của chúng ta. Chúa muốn thân thể của chúng ta được khỏe mạnh. Chúa muốn các mối quan hệ của chúng ta với tất cả những người xung quanh của chúng ta là phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Chúa muốn ban phước trên đời sống tài chánh của chúng ta. Ngài là đấng vốn giàu trở nên nghèo để chúng ta có thể được giàu có trong Chúa. Tất cả những điều đó Chúa Ngài đã bằng lòng trả giá đối diện hầu cho chúng ta có thể nhận được từ nơi Chúa, vì Ngài rất yêu thương chúng ta và muốn giúp đỡ cũng như ban phước trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Nhưng tại sao chúng ta gặp trở ngại? Một trong những trở ngại đó là chúng ta chưa đổi cái tâm trí của chúng ta, chưa được đổi mới. Chúng ta quen nhờ cậy vào việc này, việc kia, con người,
và những cái hệ thống ở trên trần gian này. Nên Chúa muốn chúng ta tin cậy nơi Chúa và đến với Chúa là điều đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta đối diện với sự khó khăn. Cho nên hãy bước đi con đường chọn trước tiên thay vì giải pháp cuối cùng. Tin Chúa cho phép lạ phải là việc ưu tiên. Đừng sống ở trong cái thái độ là ôi, việc này chúng ta không thể làm gì khác hơn được, phải cầu nguyện thôi. Anh chị em, tại sao chúng ta không đến với Chúa trước? Chờ cho đến khi không xong rồi, chúng ta mới chạy đến với Chúa như là cái giải pháp cuối cùng. Chúa muốn chúng ta đến với Chúa, đặt lòng tin của chúng ta nơi Chúa, và Chúa là đấng mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên khi chúng ta đối diện với những sự khó khăn. Chúa rất vui khi chúng ta nhờ cậy Chúa ở trong mức độ đến như vậy. Như tôi thường mô tả một hình ảnh mà chúng ta có thể thấy ở trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nghe đau đầu một chút thì thói quen của chúng ta là lập tức chạy vào trong tủ thuốc, mở ra và chúng ta lấy một vài viên thuốc chống nhức đầu hay là đau nhức, uống vô cái đã. Chúng có thể dùng thuốc men, nhưng mà tôi khuyến khích anh chị em học tập vâng lời Chúa. Thì khi chúng ta nhức đầu, khi chúng ta thấy có gì đó trục trặc ở trong thân thể của chúng ta, hôn nhân của chúng ta, các mối quan hệ, đời sống của gia đình của chúng ta, của công việc làm ăn của chúng ta, thì Chúa là đứng đầu tiên chúng ta chạy đến với Ngài. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin Chúa Ngài can thiệp vào. Chúa có thể hướng dẫn cho chúng ta uống thuốc, gặp bác sĩ. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ đi đến những cái giải pháp đó trước khi chúng ta đến với Chúa. Hãy mở ra một cái vùng đất cao hơn, đó là khi chúng ta đến với Chúa, Ngài có thể can thiệp vào và chữa lành cho chúng ta một cách siêu nhiên mà không cần thuốc men, không cần bác sĩ. Ngài có quyền làm công việc đó. Và tôi thường thấy khi nào mà chúng ta thất vọng, tuyệt vọng đối với những phương cách của con người, chúng ta thường lúc bây giờ mới chạy đến với Chúa. Khi chúng ta không còn tác được nữa, chúng ta mới chạy đến với Chúa. Và xin Chúa cho để chúng ta sẽ quyết tâm bước lên và chúng ta sống ở trong vùng đất của phép lạ. Chúng ta nghĩ đến Chúa trước. Việc đầu tiên của chúng ta rằng lời Chúa, Chúa là Đức Giê-hô-va Ra-pha của con. Con giữ theo điều răn của Chúa, giữ theo lời dạy của Ngài. Này thân thể của con cần được sự chữa lành, hãy làm theo, làm như lời của Chúa Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ là Đức Giê-hô-va Ra-pha của chúng con, khi chúng con sống theo như lời của Chúa dạy. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta thấy khó trục trặc ở trong hôn nhân của mình, tại vì chúng ta đi tìm những anh chị khác, những người khác, và chúng ta đi và chúng ta than vãn, hãy đến với Chúa. Và Chúa là đấng đã lập nên hôn nhân. Ngài đã lập nên hôn nhân đầu tiên, và Ngài cũng có lời của Ngài, và Ngài cũng là đấng sẵn sàng giúp đỡ để chúng con, hai người con của Chúa, có thể ngồi lại giải quyết những thế bất hòa, để chúng con có thể sống trở lại trong hạnh phúc như Chúa Ngài đã định. Chạy đến với Chúa khi chúng ta đối diện với những khó khăn trong đời sống của mình. Chúa Ngài là đấng sẵn sàng để giúp đỡ chúng ta, và cũng có quyền năng để có thể giúp đỡ cho chúng ta. Cho nên đừng để Chúa là giải pháp cuối cùng, là đối tượng cuối cùng chúng ta, sau khi nhờ hết tất cả những người khác mà không xong rồi đó, thì chúng ta mới đến với Chúa. Nhưng hãy chọn một lối sống, đó là chúng ta đến với Chúa trước nhất. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Bây giờ tôi mời anh chị em, chúng ta sẽ suy nghĩ hai phần kinh thánh để chúng ta rút tỉa làm thế nào để chúng ta có thể sống ở trong vùng đất của phép lạ của Chúa. Thứ nhất, chúng ta có ba điều chúng ta có thể làm để gây dựng đức tin và chuẩn bị để nhận được một phép lạ. Chúng ta nhớ đến bối cảnh của một câu chuyện mà đối với những người bước đi ở trong ơn của Chúa và đặt lòng tin nơi Chúa, những nguyên tắc mà chúng ta đã thấy được bày tỏ trong lời của Chúa, chúng ta rất quen với phần kinh thánh này. Em xin Chúa cho để chúng ta đừng quen quá rồi chúng ta quên. Xin đến với lời của Chúa trong Sử Ký thứ nhì chương 20. Tôi xin đọc từ câu 1 cho đến câu số 23. Anh chị em theo dõi. Sau đó người Mô-áp và dân Am-môn cùng với một số người Ma-nít theo họ.
kéo đến gây chiến với Josaphat. Người ta đến báo tin cho Josaphat rằng có một đám quân rất đông từ bờ biển bên kia, từ Edom đến tấn công bệ hạ. Và này, chúng đang ở Hesaxon Tama, cũng gọi là En-Gedi. Josaphat sợ hãi, quyết định tìm kiếm Đức Giê-hô-va và kêu gọi toàn thể Juda kiên ăn. Dân Juda nhóm lại để kêu cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Từ các thành Juda, người ta đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Josaphat đứng giữa hội chúng Juda và Jerusalem phía trước sân mới trong đền thờ Đức Giê-hô-va mà cầu nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Chẳng phải Ngài là đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Tay Chúa đầy quyền thế và năng lực, không ai chống cự nổi. Lạy Đức Chúa Trời chúng con, chẳng phải Ngài đã đuổi dân xứ này khỏi dân Israel của Ngài mà ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham bạn của Ngài làm sản nghiệp đời đời sao? Họ đã ở đó và đã xây cất cho danh Ngài một đền thánh và nói rằng: Nếu tai họa giáng trên chúng con hoặc gươm giáo hoặc sự trừng phạt hoặc dịch bệnh hoặc nạn đói thì chúng con sẽ đứng trước đền thờ này và trước mặt Chúa vì danh Ngài ở trong đền thờ này mà kêu cầu Ngài trong cảnh khốn cùng của chúng con. Ngài sẽ lắng nghe và giải cứu chúng con. Lúc dân Israel rời Ai Cập, Chúa không cho họ đi vào xứ của dân Ammon Moab và dân vùng núi Seir, nên dân Israel quay khỏi chúng mà không tiêu diệt chúng. Kìa, nay chúng báo trả chúng con bằng cách đến đuổi chúng con khỏi sản nghiệp mà Chúa đã ban cho chúng con. Lại Đức Chúa Trời chúng con, Ngài sẽ không trừng phạt chúng sao? Vì chúng con không đủ sức để đối địch cùng đám quân đông đảo đang đến tấn công chúng con. Chúng con không biết phải làm sao, nhưng mắt chúng con ngưỡng trông Chúa. Toàn thể Juda, kể cả đàn bà trẻ con đều đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Bây giờ giữa hội chúng, thần của Đức Giê-hô-va đến trên Jahaziel, con trai của Sacheri, cháu của Ben-Naja, chắc của Jehiel, chích của Ma-thania, là người Lê-vi thuộc về dòng Asaf. Ông nói: Hỡi toàn thể người Juda và dân cư thành Jerusalem cùng vua Josaphat, hãy nghe. Đức Giê-hô-va phán với các ngươi thế này: Đừng sợ, đừng khiếp đảm trước đám quân đông đảo này, vì trận chiến này chẳng phải của các con đâu, nhưng là của Đức Chúa Trời. Ngày mai hãy kéo xuống đánh chúng. Kìa, chúng đi lên dốc Xích. Các con sẽ gặp chúng ở cuối thung lũng đối diện quan mạc Jeruel. Trong trận này các con khỏi phải chiến đấu. Hãy giữ vững vị trí và đứng yên mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va đứng ở với các con. Hỡi Giu-đa và Jerusalem, đừng sợ, đừng khiếp đảm. Ngày mai hãy đi ra đón chúng, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các con. Josaphat cúi sấp mặt xuống đất. Toàn thể dân Giu-đa và dân cư thành Jerusalem đều sấp mặt xuống ở trước mặt Đức Giê-hô-va mà thờ lại Ngài. Người Lê-vi thuộc về dòng Kê-hát và dòng Cô-ra đều đứng dậy lớn tiếng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Sáng hôm sau họ thức dậy sớm, kéo ra quan mạc Thê-cô-a. Trong lúc họ kéo ra, Josaphat đứng lên và nói: Hỡi người Giu-đa và dân cư thành Jerusalem, hãy nghe ta. Hãy tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi thì các ngươi sẽ được vững vàng. Hãy tin cậy các tiên tri của Ngài thì các ngươi sẽ được thành công. Vua hội ý với dân chúng và lập những người ca hát để tôn ngợi Đức Giê-hô-va. Họ mặc áo lễ thánh, vừa đi trước đoàn quân vừa ca ngợi Chúa rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Khi họ bắt đầu hát vang ca ngợi thì Đức Giê-hô-va cho quân mai phục tấn công đám quân đang tiến đánh Giu-đa, gồm quân Ammon, Moab và người ở núi Seir, và khiến đám quân ấy bị thảm bại. Quân Ammon và Moab nổi lên đánh người ở núi Seir để tiêu diệt chúng. Sau khi đã tiêu diệt quân ở Seir rồi, chúng quay lại chém giết lẫn nhau. Thật là một hình ảnh mà chúng ta thấy rất là tuyệt vời tại đây, dạy cho chúng ta một số những nguyên tắc. Tôi đã xây dựng với anh chị em, Đức Chúa Trời của chúng ta làm việc rất là thống nhất và rất là nguyên tắc. Tại đây chúng ta học được một số điều tại đây. Dân Moab, dân Ammon và người ở Maunit kéo đến để đánh giặc với Josaphat. Và theo như chúng ta thấy tại đây thì quân đội này đông hơn dân Juda gấp 3 lần. Và Josaphat, ông chạy đến với Chúa. Ông rao báo cho dân chúng phải kiêng ăn hạ mình để nhờ cậy Chúa, ngửa trọng nơi Ngài. Cảm ơn Chúa. Và đây là những điều mà chúng ta có thể rút tỉa để chúng ta chuẩn bị cho phép lạ xảy ra. Thứ nhất chúng ta thấy ở tại đây là Josaphat nhắc nhở chính mình Đức Chúa Trời là ai. Chúng ta xem lại câu số 6 mà cầu nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Há chẳng phải là đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa cho nổi.
Ông nhắc chính mình Đức Chúa Trời là ai? Ngài là đấng tối cao, Chúa ở trên các tầng trời. Ngài là đấng quản trị muôn dân muôn nước. Ở nơi tay của Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai có thể chống trả Chúa cho nổi. Cảm ơn Chúa. Ở đây chúng ta thấy ông nhắc nhở chính mình, có việc gì là khó cho Chúa không? Chắc chắn là không. Anh chị em, để chúng ta chuẩn bị cho phép lạ, để chúng ta có thể kinh nghiệm được phép lạ, chúng ta cần nhắc nhở chính mình Đức Chúa Trời là ai. Cầu nguyện điều chỉnh lối suy nghĩ của chúng ta cho xứng hiệp với ý tưởng của Chúa. Đó là điều rất cần. Điều thứ hai chúng ta thấy từ đây là nhắc nhở chính mình những gì Đức Chúa Trời đã làm. Cảm ơn Chúa. Câu số 7, hỏi Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải đã đuổi dân ở xứ này khỏi trước mặt dân Israel của Ngài và ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham là bạn hữu Chúa làm sản nghiệp đời đời sao? Ông muốn nhắc nhở. Đó là Chúa há chẳng từng giúp đỡ trong quá khứ. Chúa đã từng đuổi dân xứ Canaan trước mặt dân sự của Chúa. Và nhắc nhở những lần Chúa đã làm phép lạ. Anh chị em hãy học nơi gương của Josaphat ở đây. Chúng ta cần nhắc nhở chính mình Đức Chúa Trời là ai và cần nhắc nhở chính mình những điều Đức Chúa Trời đã từng làm. Tôi đã giảng dạy và khích lệ anh chị em là những người con Chúa. Hãy nhắc chính mình. Và trong một hình ảnh, một ý niệm để giúp đỡ chúng ta là lập những hòn đá kỷ niệm trong đời sống của chúng ta. Nó rất là cần. Để chúng ta nhắc nhở cái quá trình mà chúng ta đã trải nghiệm sự giúp đỡ của Chúa, sự giải cứu của Ngài trong đời sống của chúng ta, trong những cảnh ngộ trước đây. Cảm ơn Chúa. David làm công việc đó. Chúa truyền lệnh cho dân Israel cũng hãy làm công việc đó. Khi họ chuẩn bị đi vượt sông Giô-đan để vào chiếm lấy đất hứa, thì Chúa bảo hãy chọn 12 hòn đá đại diện cho 12 chi phái của Israel và đặt ở tại cái bờ sông đó, để con cháu của họ sau này hỏi gì cho những hòn đá đó là biểu tượng cho điều gì, thì họ có cớ để dạy cho con cái của họ sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời, thế nào Chúa rẽ nước để họ có thể đi qua được. Cảm ơn Chúa. David, ông đã đối diện với những thách thức ở trong đời sống. Ông trong lúc chăn chiên của cha của mình, ông đã đối diện với sư tử, với gấu, muốn đến bắt chiên, muốn đến để giết chiên mà ông chăn dắt. Chúa Ngài đã ban phước ở trên ông có một sức lực để ông có thể bẻ cẳng gấu, xé hàm sư tử để giải cứu những con chiên của ông. Bây giờ ông đối diện với một tên khổng lồ. Thì ông nói rằng, ông nói với vua Sọ Lơ, khi đầy tớ của vua chăn chiên cho cha của mình, nếu có con gấu, nếu có sư tử đến để bắt chiên, thì tôi đã bẻ cẳng gấu, xé hàm sư tử. Thì cái người Philippines không chịu các bì này sẽ cùng một số phận của chúng nó. Nhắc nhở chính mình về những việc Chúa đã từng làm sẽ giúp đỡ đức tin của chúng ta tăng lên. Chúng ta vững vàng trước cái thách thức mới này. Thì chúng ta đã có một quá trình Chúa dắt chúng ta đi xuyên qua những hoạn nạn, những khó khăn trước đây, thì lần này Chúa Ngài cũng sẽ ở cùng chúng ta và chúng ta cũng sẽ đặt thắng. Dù sẽ phát làm công việc này. Cho anh chị em, nhắc nhở chính mình Đức Chúa Trời là ai, nhắc nhở chính mình Đức Chúa Trời Ngài đã làm gì. Điều đó sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Nhắc nhở tới đây, Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải đã đuổi dân ở xứ này khỏi trước mặt dân Israel của Ngài và ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham là bạn hữu Chúa làm sản nghiệp đời đời sao? Cũng có một hiệu ứng khác rất là phước hạnh. Đó là anh chị em, khi chúng ta chăm chú vào trong nan đề, chúng ta sẽ tin nan đề đó quá lớn, không thể thay đổi được. Mà khi chúng ta chuyển cái nhìn của chúng ta từ nan đề đến với Đức Chúa Trời hằng sống, đấng có quyền và thừa quyền năng để có thể cứu giúp, can thiệp vào trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy được cánh tay giải cứu của Chúa là điều tự nhiên, sẽ giúp cho chúng ta vững vàng và đứng yên lặng để chờ đợi hành động của Chúa. Cảm ơn Chúa. Thứ ba, bây giờ chúng ta cầu xin Chúa làm một lần nữa. Theo như câu số 12, Sử ký thứ 2 chương 20 câu 12. Hỏi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nói chúng tôi chẳng còn có sức lực gì để đối địch cùng với đám quân đông đảo này đường đến hãm đánh chúng tôi. Và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm. Nhưng
Anh chị em ơi, hãy khoanh tròn chữ nhân này. Nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta xin Chúa làm một lần nữa. Chúa đã làm ở trong quá khứ, Ngài đã can thiệp vào, Ngài đã cứu giúp chúng ta. Bây giờ chúng ta xin Chúa lại làm một lần nữa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa tái ban, xin Chúa hành động, xin Chúa can thiệp vào. Chúng con biết Chúa là ai, chúng con biết những gì Chúa đã làm, và bây giờ chúng con xin Chúa làm một lần nữa. Anh chị em, khi chúng ta hiểu những nguyên tắc này, chúng ta thấy không có gì là bí ẩn để có thể kinh nghiệm được phép lạ của Chúa. Khi chúng ta đối diện với những thách thức, những việc quá sức của chúng ta cần một phép lạ, chúng ta cần một sự can thiệp từ nơi Chúa. Thì hãy học theo gương của Giô-sa-phát ở đây. Chuyển hết tất cả tấm lòng, đức tin của chúng ta đặt vào Chúa. Chúng ta nhắc nhở chính mình, Đức Chúa Trời là ai? Cha của chúng ta ở trên trời là ai? Chúng ta nhắc nhở chính mình những việc Chúa Ngài đã làm trong quá khứ. Và chúng ta nhắc nhở chính mình rằng Chúa Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, Ngài đã làm trong quá khứ, Ngài cũng sẽ làm ngày hôm nay, và Ngài sẽ làm trong tương lai, bởi vì Ngài không thay đổi. Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúng ta có thể xin Chúa làm một lần nữa. Cảm ơn Chúa. Và xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự chữa lành, sự can thiệp của Chúa trong đời sống của chúng ta. Sự chữa lành là phép lạ từ Chúa. Chúng ta có thể không hiểu hết, nhưng mà chúng ta có thể hiểu theo những quy luật mà Chúa Ngài đã định. Chúng ta sống ở trong một thế giới đã bị tội lỗi, và hậu quả của tội lỗi đem lại những sự rủa xả. Có một cái luật của vật lý ghi lại cho chúng ta, luật gọi là luật thermodynamic, tiếng Việt của chúng ta gọi là động lực nhiệt, mà luật thứ hai đó, thì cho chúng ta thấy một cái sự quan sát như thế này của các khoa học gia. Đó là mọi vật để tự nhiên thì nó có cái chiều hướng suy thoái, trừ ra có một năng lượng lớn dồi dào trùng tu nó, bảo vệ nó. Điều này cho chúng ta thấy một cái lẽ thật để chúng ta có thể hiểu tại đây. Nếu chúng ta mua là xây cất một căn nhà mới, cái ngày mà người ta giao chìa khóa cho chúng ta, cái ngày mà chúng ta ăn mừng tân gia, thì cũng là ngày đánh dấu của tiến trình suy thoái bắt đầu. Vì muôn vật nếu để tự nhiên nó có chiều hướng suy thoái. Những cái gì chắc chắn ngày hôm nay thì qua cái môi trường, có thể gỗ nó có thể đi đến chỗ mục hư. Nhà chúng ta thấy rằng có rất là nhiều thứ ở trong đó, từ hệ thống nước, ống nước, khóa nước, tất cả mái nhà, tất cả khi đã xây dựng hoàn tất thì chúng ta biết rằng cái luật của sự suy thoái nó bắt đầu. Trừ ra trường hợp là có một nguồn năng lực lớn để trùng tu, để bảo tồn nó. Cảm ơn Chúa. Khi nhà của chúng ta ở một thời gian bắt đầu chúng ta thấy rằng có những cái gỗ chung quanh khung cửa nó bị mục, thì nếu chúng ta tiếp tục để nó sẽ đi dần vào trong sự suy thoái, đến một lúc cửa đó sẽ hư hại hoàn toàn. Trừ ra trường hợp có một nguồn năng lực lớn đổ đến, những bàn tay, những cái khả năng để có thể sửa chữa cái chỗ bị mục hư đó, thì chúng ta thấy nó lại được làm mới trở lại. Và đây là điều chúng ta có thể áp dụng cho thân thể và sức khỏe của chúng ta. Thân thể của chúng ta ở trong một thế giới đang bị ảnh hưởng rủa xả bởi tội lỗi, thì chúng ta thấy rằng để tự nhiên thì sức khỏe của chúng ta sẽ đến một cái lúc nó bị suy thoái. Như căn nhà, trừ trường hợp có một nguồn năng lực lớn lao đến để trùng tu và chỉnh sửa nó, trừ trường hợp quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời đổ vào trong cái thân thể đó để chỉnh sửa nó, để chữa lành cho nó, thì chúng ta thấy rằng nếu để tự nhiên nó sẽ suy thoái. Nhưng mà sự can thiệp của Chúa vào có thể làm cho nó được làm mới trở lại. Cảm ơn Chúa. Hiểu như vậy chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời thừa quyền năng để chỉnh sửa tất cả những gì bị yếu mòn, bị sai trật trong thân thể liên quan đến sức khỏe của chúng ta. Ngài có quyền làm công việc đó. Cảm ơn Chúa. Ngay chỗ này chúng ta đang dâng lên cho Chúa một tiếng cảm tạ. Cảm ơn Chúa.
Ngài có thể can thiệp vào và phép lạ có thể xảy ra. Những gì đã bị suy thoái theo mức độ tự nhiên, Chúa có thể nhúng tay vào và Ngài xoay chiều nó. Ngài đổ năng lực của Ngài, quyền năng của Ngài một cách lớn lao vào, khiến cho thân thể của con có thể nhận được sức khỏe thiên thượng, được khỏe mạnh trong ơn của Ngài là như vậy. Cảm ơn Chúa. Có một số điều kiện, những đòi hỏi phải có trước thì chúng ta mới có thể thấy Chúa hành động một cách tối đa trong đời sống của chúng ta, hiểu những nguyên tắc mà Chúa Ngài đã định, đặt lòng tin nơi Chúa, xin Chúa Ngài nhúng tay vào. Bởi vì chúng ta nhắc nhở chính mình, Chúa là ai, Chúa đã làm gì trong quá khứ, và chúng ta có thể dàn dĩ xin Chúa lại làm một lần nữa, can thiệp, nhúng tay vào và giúp đỡ cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai tôi mời anh chị em chúng ta cùng học, đó là năm nguyên tắc để chúng ta phải theo khi chúng ta cầu xin một phép lạ. Khi cầu xin một phép lạ, thứ nhất chúng ta phải tha thiết. Tôi mời anh chị em chúng ta cùng đến với Luca chương thứ 18, từ câu 35 cho đến câu số 43. Luca chương 18 từ câu 35 cho đến câu số 43. Việc Chúa Ngài chữa lành cho người mù ở thành Jericho. Khi Đức Chúa Giêsu đến gần thành Jericho, có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Nghe đoàn dân đi qua, anh hỏi thăm có chuyện gì. Người ta cho anh biết Đức Chúa Giêsu người Nazareth đang đi qua. Người mù liền kêu lên: "Lạy Giêsu, con vua David, xin thương xót con." Những người đi trước rầy anh, bảo im đi. Nhưng anh càng kêu lớn hơn: "Lạy con vua David, xin thương xót con." Đức Chúa Giêsu dừng lại, truyền đem người mù đến. Khi anh lại gần, Ngài hỏi: "Con muốn ta làm gì cho con?" Anh thưa: "Lạy Chúa, xin cho con được sáng mắt lại." Đức Chúa Giêsu phán: "Hãy sáng mắt lại. Đức tin của con đã chữa lành con." Lập tức người mù được sáng mắt, đi theo Ngài và tôn vinh Đức Chúa Trời. Tất cả dân chúng thấy việc ấy đều ca ngợi Đức Chúa Trời. Một câu chuyện tuyệt vời. Và chúng ta thấy ở tại đây, điều nguyên tắc thứ nhất mà chúng ta có thể học được từ nơi người mù này. Anh chuẩn bị để có thể nhận được phép lạ. Thứ nhất là anh tha thiết. Chúng ta phải có tấm lòng tha thiết. Anh chị em hãy hết lòng, Chúa lắng nghe giọng cầu nguyện của chúng ta nữa. Cho nên trong sự cầu nguyện, chúng ta thấy có những từ: hãy kêu cầu, hãy xin, hãy cầu xin, hãy kêu cầu. Cảm ơn Chúa. Ở tại đây chúng ta thấy ở trong câu số 38, người mù bèn kêu lên rằng: "Lạy Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi cùng." Cảm ơn Chúa, người mù kêu lên. Trong tiếng Anh là cry out. Nói đến mùi lạnh là anh la lên. Chúng ta nhớ là anh mù. Anh nghe tiếng người đi lại ở trước mặt mình. Anh đặt câu hỏi là chuyện gì? Nghe đoàn dân đi qua, anh hỏi thăm có chuyện gì? Người ta cho anh biết rằng Đức Giêsu người Nazareth đang đi qua. Thì ông biết rằng Giêsu này có thể giúp đỡ cho mình. Cho nên người mù, ông đã làm một cái công việc tại đây, đó là ông kêu lên. Cảm ơn Chúa, phải có một cái sự tha thiết. Lời cầu nguyện thành tâm luôn có cảm xúc cặp theo, anh chị em ơi. Điều mà chúng ta có thể quan sát và chúng ta thấy rằng đa số cơ đốc nhân ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện những lời cầu nguyện theo một mô thức mà chúng ta thấy rằng nó không còn có cảm xúc và ý nghĩa nữa. Cầu nguyện với Chúa một cách rù rì, cầu nguyện với Chúa một cách lấy lệ. Nhưng mà hãy học theo gương của người mù. Anh kêu lên: "Lạy Giêsu, xin thương xót tôi cùng." "Lạy Giêsu, con David, xin thương xót tôi cùng." Cảm ơn Chúa. Đó là lời cầu nguyện từ tấm lòng, khác với cầu nguyện với trí não. Ngày hôm nay nhiều người cầu nguyện với Chúa là cầu nguyện bằng trí não, nhưng mà cần có tấm lòng cặp theo, anh chị em. Một sự khác biệt mà chúng ta có thể thấy ở tại đây. Và kết quả chúng ta cũng đã từng kinh nghiệm. Thí dụ, khi chúng ta thấy xe của chúng ta chắc chắn là sẽ đụng, hoặc là chúng ta thấy chiếc xe của người bên cạnh đang lao thẳng vào xe của chúng ta, hay là xe đi ngược chiều với chúng ta đang lao thẳng vào xe của chúng ta, thì lúc đó đa số chúng ta cầu nguyện rất ngắn, nhưng bằng hết cả tâm lòng: "Chúa ơi,
Đó là cầu nguyện từ nơi tấm lòng của chúng ta. Chúa ơi, Ngài nghe. Mà nhiều lần chúng ta đã thấy điều đó. Chúa dường như Ngài sai thiên sứ của Ngài đến bốc chiếc xe chúng ta và để kế bên cạnh. Chúng ta thoát ra khỏi cái tai nạn đó một cách hết sức là lạ lùng. Vì là cầu nguyện từ tấm lòng đến thẳng ở trước mặt Chúa. Cầu nguyện bằng trí não, bằng lý trí. Thì chúng ta thấy rằng không có cảm xúc cặp theo. Xin Chúa cho chúng ta khi đến với Chúa nhận biết Chúa là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Những người mù tại đây, cuộc đời của anh có thể được thay đổi bởi Giê-xu người Nazareth đứng đang đi ngang qua anh đây. Anh không để Chúa Ngài đi qua khỏi. Anh kêu. Điều thứ nhì chúng ta thấy ở tại đây, đó là Chúa Ngài ghi lại cho chúng ta sự kiên trì của người này. Câu số 39. Những kẻ đi trước rầy người bảo hãy nín đi, hãy im đi. Xong người càng kêu lớn hơn nữa rằng: Lại con vua David, xin thương xót tôi cũng. Người mù này biết và anh rất là nhất quyết ở trong chỗ này. Cảm ơn Chúa. Người ta bảo im, anh la lớn hơn nữa. Vì anh biết rằng Chúa là niềm hy vọng, là hy vọng duy nhất của anh để anh có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Anh cần một phép lạ. Và Tấn làm phép lạ đang đi qua trước mặt anh. Cảm ơn Chúa. Hãy có lòng tin nơi Chúa và tha thiết kiên trì. Nhiều năm về trước, tôi nghe một câu chuyện được kể lại. Nếu tôi không lầm là tôi nghe câu chuyện này vào năm 1990. Có lời làm chứng của con cái của Chúa, một đệ tớ của Chúa, kinh nghiệm đã qua đời. Ông ngồi ở trên một cái chiếc xe bò. Vì cái lý do nào đó bị sụp, bị lọt ổ gà. Ông té khỏi chiếc xe. Nhưng mà lúc đó bánh xe cán ngang đầu của ông, mắt lòi ra, ông chết ngay tại chỗ. Khi ông thấy phần linh của mình lên thiên đàng, thì Chúa cho thiên sứ dắt đi thấy một số những cái cảnh. Và trong cái sự hướng dẫn của thiên sứ, ông thấy có một người mục sư đang đứng tại tòa giảng. Thấy giảng một cách rất là hùng hồn. Nhìn thấy cái cử chỉ của ông như là một người đang giảng rất là hùng hồn. Nhưng mà thiên đàng không nghe được âm thanh của ông giảng. Một cái cảnh khác, một ban hát. Họ mặc áo lễ, họ hát thấy dường như rất là hùng hồn. Nhưng mà thiên đàng cũng không nghe một âm thanh nào từ ban hát đó. Nhưng có một cái cảnh thứ ba. Có một em bé đang ngồi trên ghế té xuống. Em khóc lên, thiên đàng nghe tiếng khóc của đứa bé này. Ông sư rất là ngạc nhiên hỏi thiên sứ của Chúa những điều này có nghĩa gì. Thì thiên sứ của Chúa trả lời: thiên đàng chỉ nghe những tiếng nói từ cả tấm lòng. Em bé này không giả bộ khóc, em bé này cũng không làm bề ngoài. Nhưng mà nhu cầu em té xuống đất và em khóc, thì thiên đàng nghe tiếng khóc của em. Anh chị em, khi tôi nghe điều đó thì tôi hiểu được Chúa muốn nghe từ nơi tấm lòng của chúng ta. Cầu nguyện đến từ tấm lòng. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta làm bất cứ một công việc gì, làm bằng hết tấm lòng của mình, vì thiên đàng chỉ nghe những âm thanh đến từ hết lòng, từ những tấm lòng có những nhu cầu thật và tha thiết với Chúa. Tha thiết, kiên trì. Dù có bị cấm, dù có bị ngăn trở, người mù này vẫn lớn tiếng kêu xin. Cảm ơn Chúa. Kiên trì xin. Xin như người bạn có khách nửa đêm đến thăm mình và không có bánh để đãi cho người bạn này phải đi, biết có một gia đình của người láng giềng có bánh. Cho nên người này đi gõ cửa. Mặc dù chủ nhà nói rằng: hãy đi rồi, tôi và con cái đã ngủ rồi, không thể thức dậy lấy bánh đưa cho anh. Nhưng mà người này kiên trì vì biết rằng mình trở về tay không, bạn của mình mới đến thăm mình sẽ đói ở trong buổi tối đó. Nên cứ tiếp tục kiên trì gõ cửa. Chúa muốn chúng ta có một thái độ như vậy khi chúng ta gõ cửa Chúa, chúng ta xin Ngài. Chúa Ngài sẽ ban phước trên chúng ta. Ngài sẽ đáp ứng, Ngài sẽ cho chúng ta có bánh để chúng ta đãi cho những người có nhu cầu. Các anh chị em đang kiên ăn cầu nguyện, hãy tha thiết gõ cửa Chúa để xin cái gì đó mà chúng ta cần cho cá nhân của chúng ta, cũng như chuẩn bị để chúng ta có thể đãi những người có nhu cầu. Vì chúng ta biết nhà bánh của Chúa.
Chúa có bánh để có thể ban cho chúng ta. Thứ ba, chúng ta phải xin một cách chính xác, không mơ hồ nhưng chính xác. Lời cầu nguyện mơ hồ nhận được sự đáp lời mơ hồ. Nhưng mà Chúa của chúng ta thì Ngài muốn ban phước trên chúng ta một cách chính xác. Luca chương 18 câu 40-41, Đức Chúa Giêsu hỏi cái người mù này một câu hỏi thấy dường như vô lý, nhưng mà Chúa rất muốn một lời cầu nguyện chính xác. Đức Chúa Giêsu dừng lại, truyền đem người đến. Khi người đuôi lại gần, người mù lại gần, thì Ngài hỏi rằng: ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Thưa rằng lại: Chúa, xin cho tôi được sáng mắt lại. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Ông xin Chúa thương xót. Chúa biết cái nhu cầu của ông, nhưng mà Chúa muốn hỏi để ông có thể bày tỏ một cái chính xác điều ông muốn xin từ nơi Chúa. Vì xin sự thương xót có thể đó, tấm lòng của ông muốn xin Chúa nhà bố thí cho ông tiền chăng? Chúa muốn nghe chính xác từ miệng của ông. Chúa hỏi: ngươi muốn ta làm gì cho? Người này thưa rằng lại: Chúa, xin cho tôi được sáng mắt lại. Cảm ơn Chúa. Gia-cơ chương 4 câu 2 phần B cũng nói: anh em tham muốn mà chẳng được chi, anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết, anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu, anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Họ có nhiều người cầu xin đó, nhưng mà họ cầu xin không đúng theo như điều mà Chúa Ngài muốn tìm thấy ở tại đây. Cảm ơn Chúa. Hơn 20 lần Kinh Thánh dạy hãy xin, mà chúng ta có thể kinh nghiệm được sự đáp lời từ nơi Chúa khi chúng ta xin một cách tha thiết, xin một cách kiên trì và xin một cách chi tiết. Có một người được Chúa Ngài ban phước một cách rất là đặc biệt, và ông được kể là một con người được Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện và có những cái tin tức ghi nhận được một cách rất là chính xác, lên đến hơn 10.000 lời cầu nguyện của ông được Chúa nhận. Và câu chuyện kể về cuộc đời của vị mục sư này là mục sư George Mueller. Ông là người thành lập rất là nhiều cô nhi viện ở tại nước Anh trong lúc bây giờ. Ông có một quyết tâm: khi cô nhi viện cũng như đời sống của ông mà có nhu cầu gì, ông không nói cho người khác, mà ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Và ông mong đợi sự đáp lời của Chúa một cách rất là chính xác, đến độ ông xin Chúa một cách chi tiết đến từng xu. Và nhiều lần, mặc dù lúc đầu thấy dường như là bế tắc đó, nhưng mà khi Chúa nghe đáp lời, thì ông bảo người phụ tá của mình đếm cái số tiền đó có đúng chính xác đến từng xu như ông đã xin hay là không. Mà câu trả lời luôn luôn là Chúa Ngài đáp ứng một cách chính xác như điều ông xin. Người ta ghi nhận rằng trong cuộc đời của ông có khoảng 10.000 lần Chúa đáp lời cầu nguyện của ông. Làm sao người ta biết? Khi ông qua đời, người ta đếm những cái sự đáp lời cầu nguyện của Chúa cho ông. Bởi vì ông luôn luôn tìm những câu Kinh Thánh là lời hứa của Chúa. Và khi ông cầu nguyện một nhu cầu liên quan đến cái lời hứa đó của Chúa, ông ghi Ngài xin. Và khi Chúa đáp lời, ông trở lại ghi bên cạnh Ngài Chúa đáp lời. Và người ta kiểm soát cộng lại hơn 10.000 lời cầu nguyện của mục sư George Mueller đã được Chúa Ngài làm, Ngài trả lời. Ôi, xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta cũng sẽ có nhiều người kinh nghiệm một cách phước hạnh như vậy ở trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Nhiệt thành, kiên trì, chính xác. Thứ tư, chúng ta phải tích cực. Luca chương 18 câu số 42, Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy sáng mắt lại, đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi. Cảm ơn Chúa, mong đợi Đức Chúa Trời hành động, tin Chúa đáp lời. Thì đức tin là một thái độ, anh chị em, không phải nếu đó là ý Chúa, nhưng mà xin một cách chính xác: đức tin của ngươi đã chữa lành cho ngươi. Cảm ơn Chúa. Mỗi chúng ta đều có đức tin, hãy vận dụng đức tin của mình để thấy những điều Chúa Ngài muốn làm. Mát chương 11 câu 24, bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Hai điều kiện: xin và tin. Hãy học lời của Chúa để thấy được những lời hứa của Chúa. Và khi chúng ta xin, chúng ta có thể tin được. Kinh Thánh có khoảng chừng 3.000, hơn 3.500 lời hứa, gần 3.600, 3.573 lời hứa. Cảm ơn Chúa. Rất là nhiều lời hứa của Chúa.
bao gồm nhiều lĩnh vực ở trong đời sống của chúng ta. Hãy học biết những lời hứa của Chúa, và khi xin tin một cách chắc chắn để chúng ta có thể nhận được. Và điều thứ năm là chúng ta phải sẵn sàng để ngợi khen. Câu 43, tức thì người sáng mắt đi theo Đức Giê-xu ngợi khen Đức Chúa Trời, hết thảy dân chúng thấy vậy đều ngợi khen Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Philip chương 4 câu số 6, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình dâng sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Anh chị em hãy đặt lòng tin nơi Chúa. Chúng ta nhiệt thành, chúng ta kiên trì, chúng ta cầu nguyện một cách chính xác, chúng ta cầu nguyện một cách tích cực ở trong đức tin, và hãy chuẩn bị tấm lòng của mình sẵn sàng khi Chúa đáp lời, lập tức ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho. Chúng ta phải trở lại ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Trong tuần chúng tôi kinh nghiệm được một sự đáp lời siêu nhiên từ nơi Chúa. Mặc dù chúng ta phải chiến đấu suốt cả đêm, khi tin tức báo về, tôi hét lên Hallelujah, cả nhà nghe, ngợi khen Chúa. Anh chị em yêu dấu của tôi, hãy chuẩn bị. Bước này cũng rất là quan trọng, vì nó là cánh cửa mở cho các phép lạ kế tiếp của chúng ta. Đức Chúa Trời Ngài trân quý những tâm lòng biết ơn Ngài, biết cảm tạ Ngài. Chúng ta có thể sống ở trong vùng đất của phép lạ. Hãy học theo gương của Giô-sa-phát, nhắc nhở chính mình về Đức Chúa Trời là ai, nhắc nhở chính mình những việc Đức Chúa Trời đã làm. Và chúng ta có thể dựa trên Đức Chúa Trời là ai và những việc Chúa Ngài đã làm, chúng ta có thể xin Chúa Ngài làm một lần nữa. Và chúng ta cũng học theo gương của người mù ở tại thành Jericho, để chúng ta xin Chúa một cách nhiệt thành, một cách kiên trì, một cách chính xác, một cách đầy tích cực và sẵn sàng ngợi khen Chúa khi sự can thiệp, sự đáp lời của Chúa đến với chúng ta trong ơn của Chúa. Hallelujah. Tôi xin Chúa ban phước trên chúng ta ở trong thời gian này. Anh chị em, những ai đang có những nhu cầu trong đời sống của mình, tôi tin rằng trong sự vận hành và sức dầu của Chúa, trong suốt thời giờ chúng ta học lời Chúa trong buổi tối hôm nay, đức tin của anh chị em đang được kích động, đức tin của anh chị em đang được khuấy động ở trong ơn của Chúa. Hallelujah. Hãy đến với Chúa trong thời gian này một cách hết lòng. Và nếu cần, nếu hoàn cảnh cho phép, anh chị em đang ở riêng ở một vị trí nào đó mà có thể kêu lớn tiếng lên như người mù ở tại thành Jericho này, hãy làm công việc đó. Kêu, xin Chúa can thiệp. Đức Chúa Trời của chúng ta đấng rất muốn ban phước, đấng rất muốn các đầy tớ của Chúa, con cái của Ngài được may mắn, đấng muốn giúp đỡ chúng ta, Ngài sẵn sàng, Ngài đang chờ. Hãy cùng với chúng tôi cầu nguyện.